Chào anh em, thì bữa nay Quang review cái chiếc Custom 50 thôi, đời 202 á, xe zin 100%. Bẩn kính đủ cho anh em chơi, máy móc ngon lành, 50 ha, xe bãi về, bãi Nhật á. Anh em chơi sưu tầm thì cứ gọi điện ha, giá xe là 37, rồi cấp 50 thôi. Custom 50. Xe này thì còn đẹp, máy móc ngon lành, chưa bung, chưa dọn gì hết. Anh em nào mà chơi sưu tầm thì cứ gọi về anh em xử lý vấn đề khai sinh ha. Ngon lành, chỉ đổ xăng chạy thôi. Thì bên mình còn chiếc Custom này, Custom 50 này, với một chiếc Custom đời 99, với một chiếc Custom 90 đời 1996, một chiếc Custom 90 đời 1998. Thì chiếc Custom 90 đời 1996 với 98 là 54 triệu một chiếc, còn chiếc đời 1999 Custom 50 đời 99 là giá nó là 36 ha. Chiếc này thì 37. Anh em chơi sưu tầm thì gọi, xe đẹp ha. 8650 thì còn một chiếc màu xanh, xanh này xanh chấp lào, giá cũng khá ok, chỉ có 35 triệu thôi. Chiếc này là chiếc cúp 8650 đời như là 201, 202 đó. Còn một chiếc Custom 90 đời 208, xe đẹp, rất đẹp luôn á, chỉ có chạy xíu thôi, nó không thành vấn đề, đứng xa nhìn không thấy luôn đó. Thì giá nó là 60. CD 125 đời này đời 96, giá của em nó là 68 triệu ha. Cái bô thì hơi yếu xíu, bô với niền trước niền sau hơi yếu nên giá rất là rẻ. Còn toàn bộ máy móc, linh kiện trên xe là riêng tất tật từ anh Z ha, rất ok. Rồi một chiếc Custom 90 đời 1991, xe thì rất đẹp, tầm nó khoảng 92-93% thôi, độ sáng thì xe nó tầm đó, riêng thì 100%. Xe đó thì giá là 52 triệu thôi. Đó, anh em chơi cổ thì chơi những dòng đó khá ok. Còn một chiếc nữa, chiếc Custom 90 đời 1984, thì xe này là màu đồng, giá thì cũng 50 triệu cho anh em chơi được. Anh em chơi thì cứ gọi gọi điện số điện thoại 0978 797978. Anh em bên câu lạc bộ xe cổ Long Hòa, cảm ơn anh em chia sẻ những cái video trên kênh Mesa Hay, những cái hình ảnh mình làm những cái video clip á để cho anh em xem, và những chiếc xe anh em sử dụng để đi giao lưu cà phê. Sau đây thì còn một CD 50 á, còn một chiếc đời 201, xe riêng tất ha, tật xe riêng tất tật, giá nó là 57 triệu. Còn một chiếc nữa, nó đời 203, CD 50 đời 203 thì giá là cũng 58 triệu thôi. Xe này thì anh em về xử lý hồ sơ. Chúc anh em chơi sưu tầm thì vấn đề khai sinh thì anh em tự xử lý ha. Còn một số xe CD, còn một chiếc CD 50 mà cũng đời 201, bao rút hồ sơ, giá 95 triệu, xe rất đẹp cho anh em chơi. CD 105 thì còn hai chiếc, một chiếc đời 95 với một chiếc đời 96, thì giá nó một chiếc nó là 68 triệu và một chiếc là 92 triệu. Đó, anh em chơi thì cứ gọi điện. Cảm ơn anh em thường xuyên theo dõi những video trên kênh Mesa Hay. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe,
và thuận lợi trong việc kinh doanh đầu tư mua bán, kể cả những thị trường chứng khoán hay là bất động sản. Nó khởi sắc thì anh em chơi nó thoải mái ha, tài chính nó rộng mở thì anh em chơi nó vui vẻ hơn. Hiện giờ thì tình hình đang trong thời điểm khá khó khăn, ngân hàng thì nó siết rum, đất đai thì buôn bán hơi khó. Đó, anh em chơi sưu tầm thì cũng hơi vất vả xíu. Anh em mà dư khả năng tài chính thì chơi ok, còn thời điểm này thì nó hơi khó cho anh em. Chung là cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ thường xuyên xe bên câu lạc bộ xe cổ Long Hòa. Đó, anh em nhớ nhấn nút chuông nè ha, đó, nhấn chuông nè, nhấn nút share video trên kênh nè ha, message hay nè ha, nhấn nút like rồi ha. Đó, anh em cứ nhấn để theo dõi những gì hết á, thì mình có những cái xe đẹp xe hay đồ thì anh em chơi để sưu tầm cà phê thôi. Đó là cũng ngày xưa những chiếc này thì 3, 4, 5, 7 cây vàng bình thường, còn bây giờ thì nó chưa đầy, chưa tầm, chưa được một cây vàng nữa mà, đúng không? Có nhiều đâu. Rồi, cảm ơn anh em thường xuyên theo dõi những cái video. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Video đến đây cũng xin tạm dừng rồi. Hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye anh em.